Việc giảng kinh không gián đoạn. Hàng ngày giảng kinh, tôi thường khuyên mọi người người thật sự có duyên mỗi ngày cùng thời gian với chúng ta nghe chúng tôi chia sẻ, hoặc trên truyền hình vệ tinh cùng chúng tôi chia sẻ. Quân tu thời gian dài thì chẳng có chuyện không thành tựu. Trong thời đại này, chúng tôi vẫn không ngừng giảng kinh. Nguyên nhân gì vậy? Bởi đạo tràng hiện nay không có người chịu làm. Nhưng trên mạng Internet có người, trên truyền hình vệ tinh có người thật sự đã làm. Chỉ cần có một người thật sự làm thì công việc dạy học, chia sẻ của chúng tôi không thể dừng. Trong nhà Phật thường nói, độ một người thì tốt một người. Một người cũng không có nữa thì chúng tôi phải ra đi thôi. Đối với thế gian này không còn gì lưu luyến. Thế gian này người có thể hiểu không nhiều, người có thể thực hành lại càng ít. Người tri ân không nhiều, người báo ơn cũng không có. Thấy lợi quên nghĩa là hiện tượng phổ biến của xã hội ngày nay. Đến công ơn cha mẹ họ cũng không báo, cũng không biết. Cho nên thế gian này sẽ có thiên tai rất nghiêm trọng. Đạo lý chính là chỗ này. Chúng ta đối phó với những việc này chính là siêng năng, nỗ lực, đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh. Gặp được pháp môn Tịnh Độ, gặp được Kinh Vô Lượng Thọ là người có phước báo lớn nhất trong thế gian. Gặp pháp môn này, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Nếu ta có trách nhiệm thì trách nhiệm này chính là giúp những chúng sanh đau khổ. Khi thiên tai kết thúc, nếu ta vẫn còn ở thế gian này thì nên giúp người khác. Nếu không có trách nhiệm này, không có đại nguyện, đại hạnh này, sẽ bị thiên tai cuốn đi mất. Đây là cộng nghiệp của chúng sanh. Nhưng nơi đến của mỗi người không giống nhau. Người nhất tâm niệm Phật, họ sẽ đến thế giới cực lạc. Người tâm địa thiện lương, họ lên thiên đường. Tâm hành bất thiện thì vào trong ác đạo. Nơi đến của mỗi người không giống nhau. Chúng ta nhất định phải biết, con người vĩnh viễn không chết. Nếu con người mà chết thì chỉ có một đời này, không có đời sau. Như vậy thì làm gì cũng không sao. Vấn đề là họ không chết. Nếu quý vị lưu ý một chút sẽ thấy hiện tượng ma dựa hiện nay rất nhiều. Từ hiện tượng ma dựa này ta sẽ biết họ không chết. Đó là linh hồn nhập vào thân người khác. Và nói ra một vài thông tin. Họ đang ở trong cõi nào, tình hình nơi đó họ đều có thể nói ra. Đối với chúng ta mà nói, những thông tin này vô cùng quý giá, đáng để chúng ta tham khảo, đáng để chúng ta cảnh giác. Chúng ta không thể để cho quỷ gạt. Nhưng chúng ta biết con người thật sự có luân hồi lục đạo. Con người thật sự có đời trước và đời sau, không phải chỉ một đời này. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta nhất định không nên kết oán thù với người khác. Kết oán thù, nếu đối phương không tha thứ mà hận trong lòng, thì đời đời kiếp kiếp không dứt oán thù. Oan oan tương báo, thật không đáng chút nào. Kết quả tạo thành là hai bên đều đau khổ. Như vậy có đáng không? Các bậc thánh nhân dạy chúng ta ân nên báo, còn oán thì nên quên. Chỉ báo ân, không báo oán. Như vậy là chính xác. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói, tất cả chúng sanh với chúng ta là một thể, quan hệ rất thân mật. Chính mình hại mình thì có thể báo thù sao? Còn có thể oán người khác sao? Gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa, gặp được Tịnh Độ, duyên này khó biết bao. Quả thật không dễ.